Xin chào các quý khách và các bác đã đến với kênh xe đạp của website xe đạp Hải Phòng.com. Và em là Kiên Xe Đạp, chủ cửa hàng xe đạp Hải Phòng. Và trong những thời gian gần đây thì em cũng thấy như cái tiêu đề của livestream đó là khung xe đạp thì có khung đúc hay không. Và trong thời gian gần đây thì em lướt ở trên trên mạng thì cũng thấy một số người bán hàng xe đạp quảng cáo là khung xe đạp của cửa hàng được làm bằng khung đúc nguyên khối. Hay là một số khách cũng qua cửa hàng em hỏi là có xe đạp khung đúc hay không. Thì trong video này em với cái quan điểm cá nhân của em, đây chỉ là quan điểm cá nhân, và các bác có ý kiến khác thì xin mời bình luận dưới cái livestream này hay là dưới video này ở trên YouTube. Thì đây trong video này chỉ là quan điểm cá nhân và là kiến thức hạn hẹp cá nhân của em theo sự hiểu biết trong cái sự hiểu biết nhỏ nhoi của em thôi, chứ không phải là em áp đặt. Thì theo quan điểm cá nhân của em, cái việc mà xe đạp là có khung đúc liền một cục không, tức là không có mối hàn ấy, tức là hiện tại thì ở trên mạng bây giờ có một số shop quảng cáo là xe đạp đúc liền không mối hàn. Hay là thời gian vừa gần đây thì cũng có một số khách qua cửa hàng hỏi là em có xe đạp khung đúc liền không mối hàn không để anh mua, hay là anh có không để em muốn mua. Thì em xin trả lời trong video này là theo quan điểm cá nhân của em là hầu như không, đến bây giờ thì đến hiện tại bây giờ là em chưa thấy một cái cách sản xuất xe đạp nào của cái nhà máy nào mà đúc liền cả. Thế thì tại sao lại có những cái xe đạp khung xe đạp mà lại không có mối hàn? Thì đây là nguyên nhân. Để chúng ta biết được khung xe đạp có đúc liền được một khối hay không thì bây giờ là một cái thời đại công nghệ thông tin rất là phát triển. Để chúng ta biết được thì chúng ta chỉ cần lên mạng, đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần biết một chút tiếng Anh thôi. Bởi vì những cái tài liệu này, những cái video này thì hầu như người Việt Nam chưa làm. Nhưng ở nước ngoài, bằng chúng ta chỉ cần biết một chút tiếng Anh, chúng ta có thể search trên YouTube chẳng hạn, bằng tiếng Anh, ví dụ như là make a frame bicycle, hay là cái gì đó dạng dạng như là tạo nhà máy sản xuất khung xe đạp như thế nào, thì chúng ta có thể có những cái video ở trong nhà máy. Họ rất là nhà máy, những cái nhà máy cao cấp hoặc là thấp cấp cũng có, hoặc trung cấp cũng có, để người ta có những cái video người ta quay lại cái quá trình sản xuất khung xe đạp để cho chúng ta xem. Thì theo những cái tìm hiểu của em thì không có một cái nhà máy nào mà có thể đúc được một chiếc khung. Đây quý vị có thể thấy, em đổi camera để em nói cho quý vị để hình dung. Đây ví dụ như một cái chiếc khung, đây là những cái xe đắt tiền này, những cái xe mà gần 10 triệu này, bán cũ cũng gần 10 triệu luôn, mà mới thì nó hơn 10 triệu. Còn đây những cái khung xe nó rẻ rẻ như này, em lấy ví dụ như nói đơn giản như cái khung này xe hơn triệu hay xe 2-3 triệu đây, thì quý vị có thể nhìn thấy những cái chi tiết nó nhỏ như xíu như này, những cái chi tiết nó nhỏ như này, những cái chi tiết nó nhỏ như này thì đúc làm sao được, đúc làm sao được. Làm là quý vị có thể hình dung là nếu như muốn đúc một cái chiếc vòng tay này đi, thì người ta làm một cái khuôn nó hình tròn thì người ta sẽ đúc được hình tròn. Nhưng mà bây giờ một cái khung mà nó có nhiều chi tiết góc cạnh như này thì đúc cái kiểu gì? Em đấy là nói đơn giản suy nghĩ cá nhân của mình thôi. Cái thứ hai là nếu mà kể cả đúc được chăng nữa thì cái độ cân này, làm một cái khung xe đạp rất là khó quý vị ạ, không phải đơn giản đâu. Cái độ cân bánh này, rồi cái độ những cái độ mà chuẩn xác của chiếc khung, bởi vì khi mà đúc, đúng không ạ? Khi mà chúng ta đúc một cái vật gì đó thì đương nhiên nó sẽ xảy ra cái sự là gọi là ba via đúc rất là thô ráp. Và cái thứ hai là nó sẽ xảy ra cái việc là co rút vật liệu, co rút nhiệt vật liệu. Cho nên là khi mà cái khung xe đạp mà đúc ra cả cái khung liền khối thì cái khung xe đạp sẽ là mất cái độ chính xác và cái độ độ chuẩn của nó đi. Cho nên là hiện tại như cái khả năng của em tìm hiểu ở trên thế giới thì chưa có một cái nhà máy nào sản xuất khung xe đạp đúc liền khối cả. Thế thì tại sao lại có những cái khung xe đạp mà không có mối hàn? Thì đây là nguyên nhân. Quý vị có thể biết là trong cái quá trình trong cái việc sửa chữa xe nói chung, ví dụ như xe máy, xe ô tô, thì chúng ta có một cái vật liệu gọi là matit.
ở Việt Nam gọi là matit, hay là chúng ta hiểu nôm na đó gọi là bột bả. Bột bả thì trong quá trình xe đạp, đương nhiên hiện tại bây giờ tất cả các công nghệ đều phải là hàn, trừ có khung xe đạp carbon thì là đúc, nhưng mà đúc bằng tay và hoặc là đúc bằng robot, nhưng mà phải có một cái công nghệ hút chân không rất là cao cấp thì khung xe đạp carbon chính hãng nó mới bền và nó không bị bọt khí, nó không có bọt khí ở bên trong khung. Thế thì chúng ta phải có hút chân không thì cái khung carbon đấy. Vâng, có thể là công nghệ hàn phủ, nhưng mà em chưa nắm được cái công nghệ hàn phủ này, và em chỉ biết rằng là những cái khung mà người ta quảng cáo là không mối hàn thì thực chất là trừ có khung carbon thì là đúc thôi, còn khung không mối hàn mà là khung nhôm hoặc là khung sắt thì thực chất chúng ta họ sẽ dùng những cái vật liệu che mối hàn, ở Việt Nam thường gọi là matit hay còn gọi là bột bả. Và thứ nhất có hai cách, là một là họ sẽ mài nhẵn cái mối hàn đi, ví dụ mối hàn nhôm ở vảy cá thì họ sẽ dùng phớt họ mài nhẵn mối hàn đi và họ sơn phủ lên thì chúng ta sẽ không nhìn thấy mối hàn. Đó là cách thứ nhất. Và cách thứ hai là họ sẽ để nguyên mối hàn, nếu như khung sắt họ sẽ để nguyên mối hàn và họ sẽ bả và phủ cái mối hàn đi. Chứ em theo đây là quan điểm cá nhân của em, còn các bác có thể suy nghĩ như nào thì mời comment bên dưới livestream hoặc là video đấy. Người ta sẽ bả phủ mối hàn đi thì ở Việt Nam thường sẽ sửa chữa ô tô thân vỏ, sửa chữa ô tô xe máy hay là xe đạp thì ít người bả, nhưng mà thân vỏ ô tô xe máy thì người ta sẽ phải sử dụng một cái lớp chám những cái bề mặt gồ ghề thì người ta gọi là bột bả. Như kiểu bả tường ấy, xây xong mình muốn tường nó nhẵn mịn thì mình cũng phải dùng bột bả lên. Thì đó, thì những cái khung đó thường sẽ là khung nhôm hoặc khung sắt, và được sẽ thứ nhất là hoặc là mài mịn mối hàn đi, hai là bả cái mối hàn cho nó mịn đi để cảm giác như là khung đúc. Và một số người bán hàng thì dùng cái khung cái ngôn từ hoa mỹ để quảng cáo cho cái chiếc khung đó là khung đúc liền khối không mối hàn. Nhưng em với cả quan điểm cá nhân của em và với cái hiểu biết cá nhân của em khẳng định là trên thế giới bây giờ chưa có một nhà máy nào mà đúc khung chính xác, mà đúc một phát là ra phát luôn không phải hàn. Em chưa thấy cái nhà máy nào sản xuất được cái khung xe đạp như thế. Cho nên là em muốn làm cái livestream ngắn này để mà giải đáp các quý khách mà đang tìm mua xe đạp khung đúc không mối hàn. Thì thực ra là không có cái xe đạp khung đúc không mối hàn đâu, mà đối người ta chỉ là một là mài che mối hàn đi, hai là dùng cái vật liệu bả, vật liệu phủ bề mặt để người ta phủ cái mối hàn đi, và sau đó người ta sơn lên thì cái mối hàn nó sẽ tạo cái độ mịn rất là ok. Đây em có lấy ví dụ, đây là một cái xe thuộc loại là trung và cao cấp, xe đua thuộc loại đắt tiền ấy, em bán cũng gần 10 triệu mà mới của nó thì hơn 10 triệu, cũng khá là trung cấp và đẹp rồi, và nó cũng sử dụng công nghệ là phủ mối hàn ở bên trên để tạo cái mỹ thuật thôi, chứ còn thực ra khung này không thể đúc được. Đây em sẽ lấy ví dụ, em nói là em lấy ví dụ luôn là đây cái chiếc xe em làm livestream xong, đây là cái chiếc xe đua hiệu XDS đây. Như quý vị có thể thấy thì đằng đuôi của chiếc của khung xe đạp này là mối hàn vảy cá này, mối hàn nhôm này, khung này là khung nhôm quý vị nhá. Đây đằng trước là càng carbon thì đương nhiên nó đúc thì nó không có mối hàn rồi. Đây đằng trước cũng không, toàn bộ cái phần khung này là nhôm này, nhôm này, tất cả đằng nhôm này. Nhưng tại sao ở trên đầu này với ở đây thì không có mối hàn? Quý vị thì nó không có mối hàn luôn này, không có mối hàn luôn này, đúng không ạ? Thế thì một số người sẽ quảng cáo là cái khung này là khung đúc liền khối, nhưng theo em thì không thể đúc liền khối ở đâu, bởi vì nếu đúc liền khối nó sẽ có ba vía này, nó sẽ có ba vía ống nhôm này, đúc bao nhiêu như kiểu mình đúc cái lồi nhôm xong nên nó rất nhiều ba vía và nó sần sùi lắm chứ nó không đẹp như này đâu. Thế thì tại sao ở đây nhá, tại sao ở đây chỗ giáp lối này thì không có mối hàn nhưng mà ở đây thì lại có mối hàn ở phần dưới này? Đây quý vị nhìn thấy mối hàn không? Đấy đây mối hàn này, hàn này, thì cái mối hàn này làm sao mà đúc liền khối được, phần đuôi này làm sao mà đúc liền khối được? Thế thì tất cả ở các cái chỗ giáp lối đây, đây là một ống nhôm này, ở trong nhà máy người ta sản xuất đấy, đây là một ống nhôm, ở đây hàn phát, đây hàn phát, đây hàn mấy chỗ ở đây, đúng không ạ? Thế còn đây cũng hàn, đây cũng hàn, nhưng tại sao không có mối hàn? Thì đấy, như em trình bày là nó chỉ có hai cách thôi. Một là người ta mài mối hàn đi, người ta vẫn để nhôm, người ta mài mối hàn đi cho nó mất những cái bà vía, những cái vảy cá đi, cho nó mất những cái vảy cá đi để cho nó nhìn nó mịn hơn thì nó sẽ không có mối hàn. Hai là người ta dùng một cái vật liệu phủ gọi là bột bả, matit gì đó, ở Việt Nam gọi là matit hay bột bả gì đó, người ta bả ở những cái chỗ gồ ghề đi và người ta sơn lên
thì bắt đầu nhìn cái chỗ mối hà, chỗ này, chỗ giáp lối này, nó mới mịn như này đấy, nó mịn như này thì nhiều cái cửa hàng quảng cáo sẽ là khung đúc nguyên chiếc, nguyên khối, khung nhôm đúc nguyên khối, hay là khung thép đúc nguyên khối không mối hàn. Nhưng thực chất đây là cái mối hàn đã được gia công, mài cái vảy cá hàn đi đấy, cái bavia hàn đi, hoặc là người ta dùng bột bả, người ta bả đi và người ta sơn nhãn đi, chúng ta nhìn thấy không thấy mối hàn đó. Đây là đấy, không thấy mối hàn luôn đúng không ạ? Nhưng mà đằng đuôi thì có mối hàn, cho nên là nếu mà đúc thì phải đúc liền khối chứ, quý vị hiểu không? Nếu mà bảo là khung đúc không mối hàn thì phải đúc liền khối chứ, từ đầu đến đuôi đều không có mối hàn chứ, tại sao lại ở trên đỉnh hai chỗ thì lại không có mối hàn mà dưới lại có mối hàn? Cho nên là ý em muốn nói ở đây là bán hàng quảng cáo thì phải quảng cáo đúng kỹ thuật, đừng quảng cáo sai, cho nên là sẽ gây ra cái hiểu nhầm của người mua, và người mua sẽ bị nói chung là tại vì nguyên nhân tại sao em làm cái livestream này, bởi vì một số khách hàng có hỏi em ở xem ở chỗ khác, thấy người ta quảng cáo là khung đúc không mối hàn, thì qua cửa hàng em hỏi là em có xe khung đúc không mối hàn, xe khung đúc không nguyên khối không có mối hàn không, em bảo làm đích thì có cái xe không có mối hàn, thì em cũng làm livestream này để nói quý vị một điều là bán hàng thì đương nhiên phải quảng cáo, nhưng mà quảng cáo là phải đúng sự thật, chứ còn nếu mà quảng cáo không đúng sự thật thì sẽ gây ra một cái hiểu sai lệch cho quý khách mua hàng, và sau này người ta biết thì người ta sẽ đánh giá mình là tất cả những cái lời nói sau này của mình đều là không đúng sự thật. Cho nên là theo quan điểm cá nhân của em là không có khung đúc không mối hàn, mà chỉ có xử lý mối hàn cho nó không nhìn thấy mà thôi, còn chưa có nhà máy nào đúc được cả một cái khung đâu, trừ có khung carbon thì là đúc, nhưng mà phải đúc trong cái môi trường hút chân không rất là cao cấp. Vâng, và video đã dài thì em xin tạm dừng livestream tại đây. Đây là quan điểm cá nhân, còn quý vị, các quý khách, các bác có ý kiến riêng gì thì hãy xin comment dưới bên dưới livestream hoặc bên dưới là video trên YouTube này, để chúng ta cùng trao đổi, để chúng ta tiến lên. Chứ quan điểm của em thì em cũng không khẳng định là đúng hay sai. Vâng, và xin cảm ơn các quý vị, các bác đã xem livestream của em. Và các bác quan tâm đến xe đạp thể thao, các cái cách hướng dẫn sửa chữa hay là những cái video mới về xe đạp thể thao nói chung, thì các bác hãy ấn kết bạn với em trên Facebook qua cái tài khoản Kiên Xe Đạp. Hai là nếu các bác xem trên YouTube thì hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký thì các bác ấn chiếc chuông. Có vấn đề gì các bác cũng liên hệ với em qua Zalo 0975 709 943. Vâng, em là Kiên Xe Đạp tại cửa hàng xe đạp hải phòng.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác.